Xin chào quý bà con nha. Thì hôm nay tôi đang còn đi ở một cái vườn sầu riêng. Để lấy cái kéo. Cái vườn sầu riêng ở vùng Bình Phước ha. Chỗ này là khu vực Hấn Quản nha. Thì cái khu vực đây là cái vườn này là bao nhiêu héc nha? 10 héc đúng không? 10 hecta nha quý bà con. Thì ở đây thì quý bà con thấy là cái cây của nó là chúng ta thấy là có một số cây nó phát triển rất là tốt ha. Cao bằng đầu người rồi. Có một số cây như cây này là rất là tốt ha, một số cây rất là tốt, nhưng mà quý vị con xem tổng thể thì có thể có một số cây là nó không có phát triển đồng đều ha. Vườn này thì đang bị kiến kiến nhiều này, nãy giờ tôi đi mà kiến nó cắn quá trời luôn. Thì một trong những cái đặc điểm mà quý vị con thấy là cây sầu riêng của chúng ta như cây này thì nó sẽ là tốt, nhưng mà cái lá nó vẫn chưa có được là bóng mượt và xanh dày ha. Đây, cái lá này là chuẩn bị già nhưng nó vẫn không có bóng mượt. Mặc dù là cây này là rất là tốt rồi, nhưng mà những cái cây khác thì quý vị con thấy là như cây này đi, quý vị con thấy là nó đã bị vàng rồi. Như cây này đấy, cái sự đồng đều của chúng ta nó sẽ không có. Hai cây này là nó đã bị lá vàng này đấy rồi. Cái bộ rễ của nó là đã không không còn phát triển được bình thường nha quý vị con, cho nên là cái vườn này là nó không có đồng đều. Thì hôm nay Ngọc Hiển sẽ nói với quý vị con về cái quy trình để làm sao mà chúng ta chăm sóc cho cây sầu riêng nó được tốt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ coi một số cái cây, ví dụ như cái cây này để mình coi ra thử ha. Đâu rồi, như cây này này, đây đây, như cây này thì quý vị con thấy là ở đây nó không có phát triển so với những cái cây khác. Đây đấy, cái đọt thì nó chùn vào trong ở bên giữa không à, nó không có đổ ra ngoài ha. Và một trong những cái nguyên do mà quý vị con biết là cái khu vực này là khi mà trồng ở đất ở Tây Nguyên chúng ta, như cái vườn này thôi, căn bản cái vườn này thôi, thì có những cái cây mà nó trồng là nó khác khác nhau, nó không có giống nhau. Đặc biệt là cây này quý vị con có thể nhìn rõ nhất ha. Ở đây là cái đọt của nó là gần như là nó trụi hết rồi nè. Đây đấy, nó một trong những cái hiện tượng này giống như là cái hiện tượng chỗ chà, mặc dù là giống của chúng ta rất là tốt ha, xoay tàn này, cây phát triển rất là đẹp ha. Nhưng mà quý vị con thấy là cái đặc điểm ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là dễ hình dung nhất. Thì ở đây á là hiện tại là chủ vườn trồng cái cây này. Trước khi chúng tôi tới thì cây này là chúng ta thấy là cái mặt ở phía ngoài này nè ha, em quay bên mặt kia để nhìn thấy nè đó, cái mặt này nó cao hơn cái gốc cây cả khoảng tầm 20 cm ha quý bà con. Đấy, thì nguyên cái vùng này thì chúng ta thấy rằng ở đây là một cái lòng chảo xung quanh là nó hứng nước vào trong này. Thì quý bà con có thể nhìn thấy đây rất là rõ ha. Đây, chúng ta quay sát gốc vào thì chúng ta sẽ thấy đó, đây là chúng ta một trong những cái lý do mà cái cây này nó không có phát triển ha, rất là đặc thù của chúng ta ha. Toàn bộ rễ ở đây là gần như là không không sống được nữa rồi. Tại vì thứ nhất là chúng ta đào cái này là thành lòng chảo và phân chúng ta bón ở đây. Rồi thứ hai nữa là cái chỗ này á, là cái chỗ ứ nước rất là nhiều nha quý bà con. Và chúng ta thấy cái cây này, cái cây của chúng ta nó sẽ bị hiện tượng như thế này. Đây, đây là hiện tượng mà đặc thù nhất của cái cây sầu riêng của chúng ta khi mà trồng sâu, trồng âm. Thực ra thì có thể là hồi xưa á, là chúng ta trồng là ngang mặt, nhưng mà cái hố này hố phân bò có thể là sâu và nó sốt và nó dẫn đến là nó bị sụt xuống. Và khi sụt xuống thì cái chỗ này á, là nó bị nấm cổ rễ ha. Cái rễ nó sẽ bị yếu, cộng thêm là chúng ta bón phân vào ở đây á, thì chúng ta không bón ở vòng vòng ngoài này mà chúng ta ở bón ở trong này thì nó sẽ rất là dễ gây ra nấm bệnh ở đây ha quý bà con. Đấy, thì cây của chúng ta nó sẽ yếu rễ và dẫn đến là cái cây của chúng ta nó sẽ không phát triển được. Đấy, khi mà chúng ta trồng thì chúng ta phải đưa cái gốc này nó lên cao lên, từ cái miệng của cái mí bầu nó phải cao lên cả chừng đây, nó phải cao hơn mặt đất nha quý bà con. Đây, ở đây mặt đất là nó ngang ngang nhiêu đây thì chúng ta phải cho nó cao lên. À, mà nếu như chúng ta có đảo cái phân bò ở dưới cái hố này á, thì chúng ta phải trồng cao hơn nữa để sau này nó sụp xuống là vừa. Đó là một trong những cái đặc điểm mà quan trọng nhất của trong cái vườn của chúng ta ha. Ở đây ngoài đây thì có thể là nó sẽ không còn rễ nữa ha. Để tôi đào ra cho các con thử coi. Ở đây thì pH của vùng Bình Phước này rất là cao nha. Lúc nãy tôi đo thì nó là tới là hơn 6,5 lần ha. Sẽ đào lên thử xem có thử là nó như thế nào ha. Dưới đây là rất là nhiều phân nha. Đây, cái rễ đây, một số cái hiện tượng nó bị teo lại nha quý bà con. Đây, nó nứt ra này. Đây, nhìn rõ ha, bị nứt ra. Và khi nó nứt ra thì nấm nó sẽ xâm nhập ha, nó sẽ xâm nhập vào trong cái rễ của cây của chúng ta. Và cây của chúng ta cũng yếu rễ luôn nha, gần như là ở ngoài đây tôi đào mà không có thấy rễ bao nhiêu hết. Đây, đây có một cái rễ.
ở khi mà chúng ta bón phân mà chúng ta bón gần sát gốc là nó sẽ rất là dễ bị nấm bệnh ha. Hiện tại thì cây rễ của chúng ta là bắt đầu bị xâm nhập này, nó có một số cái nấm ha, và các cái đầu rễ này nó đuôi lại ha, các con thấy là không có một cái nấm không có một cái đầu rễ nào mà nó trắng ra hết ha. Đây, các cái đầu rễ nó đuôi lại đấy, một trong những cái vấn đề mà cây sầu riêng của chúng ta cần phải quan sát thật kỹ, làm thật kỹ ha. Là ngay từ đầu mà bước kiến thiết của chúng ta mà sai thì cái lúc chúng ta trồng á, chúng ta nâng nó cao lên thì nó sẽ không có bị ha. Ở đây là bắt đầu là có cái hiện tượng là nứt nứt thân rồi ha quý bà con. Nấm nó sẽ di chuyển lên rất là nhanh, và khi di chuyển lên thì cái cây của chúng ta không đồng đều, và chúng ta thấy rằng là ở trong cái vườn đó, một cái vườn tổng quan như vậy nhưng mà lại các cái cây nó là không bằng nhau, như cây này nó phát triển rất là tốt ha, mà có những cây nào nó phát triển rất là kém đấy. Thì trong cái việc mà chúng ta làm á, thì chúng ta phải như cây này là trồng cạn, trồng trồng cao hơn nha, cao hơn cây kia nhiều. Quý vị con thấy nè, từ đây gần như ra ngoài là bằng nhau hết ha, đúng không? Đó, nó bằng nhau hết. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn chưa thấy được cái rễ rễ sao ở đây ha. Đúng ra là đây 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 có rễ đây này, đấy, nó vẫn bị cháy đầu đầu rễ ha, cháy đen ha. Cây này thì có thể là đã được xử lý kích rễ rồi nhưng mà nó vẫn bị đen đầu nha quý bà con. Để tôi đào ra cho quý bà con lục xem. Đây, cái rễ ha, rễ như thế này thì cây của chúng ta hút dinh dưỡng gần như là không được ha, rất là kém. Rễ của chúng ta nó phải có cái có các cái lông hút ha. Đấy, đây cái đầu rễ đã bị cháy rồi ha. Đó, thì ở đây là sát gốc mà như vậy, thì ở ngoài nó cũng vậy thôi. Đó, thì cây này nó đang phát triển tốt nhưng mà nếu như qua một mùa mưa mà nếu như chúng ta chăm bón mà không không kỹ thì nó sẽ bị tình trạng là bị thối rễ nhiều ha. Cái việc mà của chúng ta là trong cái vườn này chúng ta sẽ phải làm cho nó lên cái mô lên ha, làm một cái mô lên như cây này cũng tương đối rồi, nhưng mà chúng ta phải phải vén ở bên ngoài này ra nữa ha. Cái cây nó phải mô lên được giống như cái cây này, như cái này ha. Cái này là nó đã mô rồi, ok rồi ha, xung quanh là nó thấp hơn này đấy. Ở từ đây này chúng ta này, nó phải dốc ra, nó phải dốc ra ngoài, nó phải dốc ngoài mà làm sao là không có để đọng nước ở trong này ha. Cái chỗ này quý bà con lưu ý rằng là khi chúng ta trồng thấp rồi á thì chúng ta không thể đắp đất lên đây để cho nó lùi ra ha, tại vì cái chỗ mắt ghép này, từ mắt ghép tới cái chỗ cái miệng bầu của chúng ta là nó nằm ở đấy, thì cái rễ đầu tiên, rễ sau của chúng ta, rễ mà rễ lớn của chúng ta ngay tại chỗ đó là nó đi ra ha. Mà nó đi ra mà chúng ta tấp nó lại thì nó sẽ không thở được, và nó sẽ không có oxy để cho nó thở cái rễ này. Cho nên là chúng ta phải lưu ý rằng là chúng ta không có tấp đất lên đây nữa, mà chúng ta phải phải moi ở phía ngoài này cho nó thấp xuống nha. Đó, chúng ta sẽ phải phải moi ở phía ngoài cho nó thấp xuống. Thì cây này á là nếu như mà chúng tôi sử dụng cái quy trình liệu trình để cho nó tốt thì nó cũng dễ thôi. Chúng tôi sẽ cho đi theo cái quy trình là đầu tiên chúng ta sẽ phải ví dụ như cái cơ đọt hiện tại là nó đang đang gần như là già rồi ha, lá lụa rồi ha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu kích ra làm một cái chu trình. Ở đây là chúng ta đã có pH là nó cao rồi, chúng ta không có cần phải không có cần phải là nâng cao pH nữa. Mà đầu tiên chúng ta sẽ phải dùng phương án làm nếu như đầu mùa mưa chúng ta chưa có đánh tinh trùng thì chúng ta sẽ cho đánh tinh trùng toàn bộ cái vườn này ha. Một năm chúng ta có thể đánh tinh trùng 1 đến 2 lần là ok ha. Đặc biệt là vào đầu mưa là độ ẩm lên cao là chúng ta phải đánh tinh trùng ha. Xong bước bước thứ nhất là chúng ta đánh tinh trùng, bước thứ hai là chúng ta sẽ cho kích bộ rễ ra lại, kích bộ rễ ra lại. Chưa có, lúc này là chưa có bón bất kỳ NPK nào ha. Như tôi thấy ở đây là có bón NPK rồi nha quý bà con. Đây là những cái hạt NPK nó còn ở đây ha. Đó. Thì chúng ta sẽ không bón NPK và chúng ta sẽ kích bộ rễ ra trước. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái lân kích kháng để làm cho cái bộ bộ rễ của chúng ta nó già hóa đi, nó thuần thục đi. Và khi đó đồng thời là các cái đọt này nó cũng ra luôn ha. Khi đó chúng ta mới vào dinh dưỡng ha. Ở trên thì chúng ta dùng là amino rong biển ha, và sản phẩm dưỡng lá cùng với lại con bi ít để chúng ta cho cái lá của chúng ta nó mở rộng ra, xanh mướt và bóng dày lên. Còn ở dưới thì chúng ta sẽ sử dụng là amino, đạm amino cộng với lại một ít NPK. Thì mỗi gốc như thế này chúng ta sẽ rải khoảng tầm 100 g NPK thôi, không có rải nhiều. Ở đây có hệ thống tưới rồi thì chúng ta có thể sử dụng là các cái loại mà qua qua cái hệ thống tưới được ha. Đó, chúng ta nếu mà qua hệ thống tưới thì chúng ta chỉ cần bón 50 g mỗi lần thôi, và chúng ta tưới 2 lần cho nó thì cái cơ đọt của chúng ta nó sẽ phát triển đồng đều ha, nó ra xanh dày và giúp cho cây của chúng ta nó lớn đều như nhau đấy. Thì ở đây là chỉ có một cái số vấn đề là cái vấn đề nặng nhất ha đối với cái vườn này là tôi nói với quý bà con ấy, là khi mà trồng thì chúng ta như cái cây này là cao ha, còn cái cây này là thấp xuống này, là cái tỷ lệ của nó là nó cũng sẽ phát triển là nó sẽ bị ha, quý bà con thấy không, nó nằm phía sau này đấy. Đây tới đây là cái bầu bầu này ha, cái bầu của chúng ta này, toàn bộ nước nó sẽ dốc vào đây.
ha, và nảy sinh nấm bệnh là từ từ ở đây mà ra ha. Đó, mà khi mà chúng ta biết rằng là cái rễ của chúng ta là nó nằm ở trong này nè mà nó bị hư á, thì chúng ta không chữa được. Ở ngoài này thì chúng ta có thể chữa được, nhưng mà ở trong này nó bị hư là gần như chúng ta sẽ rất là khó chữa nha. Đấy, một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý đối với khi mà chúng ta trồng là chúng ta phải nâng cao lên. Khi mà chúng ta đã bị cái tình trạng mà thấp như thế này rồi á, thì chúng ta sẽ phải vét cái bồn cho nó rộng ra và đưa đất xung quanh cao lên. Thì tại vì cái đất dư của chúng ta không biết làm gì cả, thì chúng ta sẽ phải làm theo cái chữ U, và cái phần cái phía mà bên nước nước chảy bên dốc ấy, thì chúng ta sẽ cho thoát nó ra ngoài để nó không có đi vào trong gốc. Nó là một trong những cái điểm điểm mà chúng ta lưu ý tại sao cái vườn này nó sẽ không không có đều với nhau. Chúng ta đi qua cái cây này, chúng ta xem coi thử là nó bị gì mà sao nó bị hư luôn rồi ha. Cây này cũng vậy, cây này cũng bị rồi nè. Đây, ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái cây này á, hoặc là đa phần chúng ta nhìn vào thì tưởng là bị bệnh ở trên lá ha. Nhìn ở đây đuôi lá chúng ta thấy là cháy cháy đuôi hết rồi này ha, cháy đuôi lá đó, cháy đuôi lá hết rồi ha, lá nó bị vàng. Thì cây này với quy trình của chúng tôi thì có thể là làm cho nó xanh lại được ha. À, đặc biệt là nó là chủ yếu là bị ở rễ. Tôi sẽ moi rễ lên cho quý bà con cùng xem có thử là nó bị như thế nào. Đa phần là nó bị ở rễ ha nha quý bà con. Với vùng đất Tây Nguyên thì chúng ta không phải lo về pH rồi ha. Đa phần là pH là cao 6,5, 6 đến 6,5. Như lúc nãy tôi đo là 6 đến 6,5 ha. Để tôi đo thử cho quý bà con cùng xem. Chờ tí xíu cho nó ổn định ha. Đây, ở đây là 6 này. Đồ ẩm là nó ướt luôn rồi ha. Đó, 80%. À, pH là 6, 6,2 ha, 6,3. À, pH rất là cao, rất là đạt ha. Nhưng mà tôi moi ở đây mà chưa thấy rễ ha. Mặc dù là moi gần gần gốc nha quý bà con. Bộ rễ của chúng ta là khi cái cây của chúng ta cái tàn tán nó ra tới đây thì bộ rễ nó phải là nằm ra khoảng là 15 cm rồi ha. Nhưng mà ở đây là hiện tại là tôi moi là không có thấy rễ. Bởi vì một số lý do thì chúng ta trồng mà sâu thì cái rễ nó lại ăn sâu xuống thì nó nằm ở dưới đất luôn. À, chúng ta tiếp xúc với phân rất là khó. À, gần như là không có rễ luôn ha. Đi tìm mà không có rễ. À, cây cây của chúng ta mà không có rễ thì làm sao nó phát triển được ha quý bà con. À, ở đây còn thêm một cái vấn đề nữa ha. À, bón phân như thế này. Này, chúng ta bón phân ở trong gốc luôn. Ở trong này cây của chúng ta nó không có hút được dinh dưỡng đâu ha. Cây của chúng ta là nó hút dinh dưỡng là ở ngoài này. Chúng ta phải bón ở ngoài rìa tán lá thôi ha. Chúng ta không thể nào bón ở trong này. Đây. Không có rễ luôn ha. Này. À, khi chúng ta moi kiểm tra chúng ta cũng đừng có lo lắng ha, không có lo lắng là bị sợ chúng ta sợ bị hư rễ hay này nọ, không sao cả, phần rất là ít ha, rễ chỉ tới đây thôi nha quý bà con, phía ngoài là gần như là không có ha. Đây được cái rễ đây. Đây bây giờ mới thấy được cái kết quả của cái sự thật ha, cái rễ này của chúng ta này nó đen luôn rồi ha. Đó, nó đen luôn rồi nè, thấy không, nó tiêu luôn. Cái vùng ngoài này là gần như là không có rễ ha, còn ở trong này tôi moi được lên một cái rễ thì quý bà con thấy là nó đen luôn rồi ha, cũng còn một vài rễ trắng, nó vẫn còn duy trì ha. Nhưng mà đa phần là cái cây này á, là gần như là